Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, xây dựng nhà cửa là việc trọng đại của đời người vì nó ảnh hưởng đến thổ địa và chủ đất. Từng công đoạn trong quá trình từ khi động thổ đến khi hoàn thành ngôi nhà đều rất quan trọng và được gia chủ quan tâm xem ngày giờ. Việc đổ mái, dựng cột, lên xà cũng vậy. Việc chọn ngày tốt đổ mái hay là cất nóc nhà luôn được mọi người quan tâm. Xem ngày đổ trần, lợp mái sẽ giúp cho gia chủ có thể chọn ra được ngày giờ hoàng đạo tốt hợp. Xem ngày đổ trần, lợp mái sẽ giúp cho gia chủ có thể chọn ra được ngày giờ hoàng đạo tốt, hợp tuổi, tiến hành cất nóc hay lợp mái. Mang lại sự thuận lợi, bền vững với thời gian cũng như cát khí cho căn nhà. Đồng thời đem lại sự may mắn, bình an, sức khỏe và tài lộc cho gia chủ trong tương lai. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày đổ mái, dựng cột, lên xà tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ đổ mái, dựng cột, lên xà trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất đổ mái, dựng cột, lên xà trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là bốn nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày đổ mái, dựng cột, lên xà, tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày đổ mái, dựng cột, lên xà. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc đổ mái, dựng cột, lên xà trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết tới phong thủy, tới các bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày đổ mái dựng cột lên xà phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ đổ mái dựng cột lên xà, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thiên hỏa, ngày ngọ. 2. Ngày hợp đổ mái dựng cột lên xà. Ngày tốt đổ mái dựng cột lên xà bao gồm những ngày thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất đổ mái dựng cột lên xà trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Là ngày sát chủ. Trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Là ngày thiên địa chuyển sát là các ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này.
4 là ngày thụ tử, trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5 là ngày Dương công kỵ, trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6 là ngày Tam Nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7 là ngày Nguyệt kỵ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8 là ngày Nguyệt Kiến, là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 9 là ngày Nguyệt Phá, là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. Mùng 10, ngày Trực Bình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, ngày 23 Quý Mão. 11 ngày Trực Thâu là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu. 12 ngày Trực Bế là những ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi, 19 Kỷ Hợi. 13 ngày Kiếp Sát là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 14 ngày Tai Sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. 15 ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm ngày mùng 3 Quý Mùi. 16 ngày Nguyệt Hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 17 ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 18 ngày Thiên Sứ là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 19 ngày Đại Thời là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 20 ngày Tứ Phế là ngày Quý Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 21 ngày Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn, 22 ngày Thiên Hỏa là ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 23 ngày Ngọ, bao gồm các ngày là mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. Đó là 23 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc đổ máy, dựng cột lên xà cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 24 ngày Thiên Nguyện là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. 25 ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân. Ngày Thân là ngày tốt, nhiều cát tinh phù hợp cho việc đổ mái nhà, dựng cột lên xà. 26 ngày Nguyệt Đức là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Kiếp Sát không nên dùng, 12 Nhâm Thìn trùng Ngũ Mộ, ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. 27 ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi trùng với ngày Trực Bế, 17 Đinh Dậu trùng với Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng, 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương nên không thực hiện công việc gì. 28 ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 29 ngày Nguyệt Ân là những ngày Giáp, bao gồm mùng 4 Giáp Thân đã xét ở trên, ngày Thiên Đức Hợp, ngày 14 Giáp Ngọ trùng với ngày Nguyệt Phá và ngày Tai Sát nên bỏ qua. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày nhiều cát tinh, rất tốt cho đổ mái, dựng cột lên xà. 30 ngày Tứ Tướng là những ngày Giáp và ngày Ất. Ngày Giáp trùng với ngày Nguyệt Ân đã xét ở trên, ngày Ất bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu trùng với ngày Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng, 15 Ất Mùi trùng với ngày Nguyệt Sát và ngày Đại Thời xấu nên không dùng, ngày 25 Ất Tỵ trùng với ngày Kiếp Sát. Như vậy không chọn được ngày nào đẹp theo tiêu chí này. 31 ngày Thời Đức là những ngày Dần trùng với ngày Sát Chủ nên ta không dùng. 32 ngày Tam Hợp là ngày Thân và ngày Thìn, ngày mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân đã xét ở trên. Ngày Thìn bao gồm các ngày 12 Nhâm Thìn trùng với Ngũ Mộ nên bỏ qua. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày tốt để đổ mái dựng cột lên xà. 33 ngày Trực Khai là ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất là những ngày tốt cho việc đổ mái dựng cột lên xà. Như vậy chúng ta đã dựa vào 33 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt đổ máy, dựng cột lên xà trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc đổ máy, dựng cột lên xà đó là những ngày tốt sau. Ngày 24 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp những người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 6 Bính Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Tân. Ngày 18 Mậu Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Quý. Ngày 21 Tân Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Giáp. Ngày mùng 4 Giáp Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Ngọ, Tuất, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 16 Bính Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Ngọ, Tuất, Tý và những người có thiên can là Tân.
Ngày 28 Mậu Thân, kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Ngọ, Tuất, Tỵ và những người có thiên can là Quý. Đó là những ngày cắt lành đổ mái, dựng cột lên xà trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.